Thảo siêu thị ô tô Cũ Hưng Yên xin được kính chào toàn thể quý vị, quý chị, quý hàng. Chào mừng quý vị, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh bán ô tô cũ giá rẻ em Thảo trong ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời kính chúc tới quý vị, quý anh chị và bạn một ngày mới an lành, một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé chị nhé. Dạ vâng, sau đây em xin đi báo giá chi tiết toàn bộ những mẫu xe đang chào bán tại siêu thị ô tô Cũ Hưng Yên. Anh chị nào đứng chân mẫu xe nào thì em vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0963 040 922, địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Anh chị là mới xem video clip của em thì hãy nhớ cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và một chuông thông báo để hệ thống YouTube có thể cập nhật video mới nhất mà em đang đẩy lên hàng ngày quý vị nhé. Bên em thì chưa bán trao đổi tất cả những mẫu xe từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Cho nên là anh chị nào đang có nhu cầu mua hoặc là bán hoặc là trao đổi xe thì hãy alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Hoặc là kết nối số Zalo của em là 0963 040 922. Em sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý vị, quý chị và các bạn. Dạ vâng, sau đây em xin đi báo giá chi tiết toàn bộ những mẫu xe em đang được chào bán tại siêu thị ô tô Cũ Hưng Yên chị nhé. Dạ vâng, chiếc xe đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị mẫu xe đó là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe này có làm xuất là 2015, mang khối động cơ là 1.25, số sàn máy xăng. Một mẫu xe bản SI, bản đủ cực kỳ là đẹp nha chị nhá. Em mang nước sơn xi màu nâu, em mang biển số xe là 19A09574. Em mang nước sơn xi màu nâu rất là đẹp và sang luôn anh chị nhá. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ sử dụng, cam kết cho anh chị là xe không taxi, không dịch vụ quý vị nhá. Đó, sợ anh chị nhìn sơn xi cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc xe này vẫn còn bảo vệ thân vỏ lên tới vẫn còn 8 tháng quý vị nhá. Vẫn còn 8 tháng bảo vệ thân vỏ. Anh chị nhìn form dáng xe cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này bản SI bản đủ đã lên rất nhiều tính năng an toàn. Đó, là răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương, gương ghi chỉ điện, gương cụp xe. Anh chị nhìn lốp dép cũng rất là dày nhé chị nhá. Đó, chị nhìn lốp dép cũng cực kỳ là dày luôn. Nhìn form dáng xe rất là đẹp. Với mức giá bên em chào bán với chiếc xe này chỉ có 248 triệu đồng thôi quý vị nhá. Với mức giá trên thì bao gồm phí rút sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị các bạn. Đó, anh chị nhìn form dáng xe cực kỳ là đẹp luôn. Mà với mức giá chỉ có 248 triệu đồng, anh chị cũng đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2015. Đó, bản đủ bản nhất đi nhé chị nhá. Anh chị nhìn này, chiếc xe này đã trang bị đèn bi cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đèn bi siêu sáng đấy ạ. Rất là đẹp quý vị nhá. Dạ vâng, tiến về một chiếc xe mang biển số xe là 15A46572. Đó là một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản quý vị nhá. Đó là một mẫu xe Toyota Vios. Chiếc xe này có làm xuất là 2009, mang khối động cơ là 1.5, số sàn máy xăng. Với mức giá bên em đang chào bán chỉ có 239 triệu đồng anh chị nhá. Với mức giá 239 triệu đồng em đã bao gồm phí rửa sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị các bạn. Một mẫu xe Vios sản xuất năm 2009 bản SI. Bản nhạc xịn thì sẽ có la răng đúc và phanh ABS, túi khí an toàn đầy đủ quý vị nhá. Chiếc xe này chủ xe độ lên màn hình rồi. Màn hình cam lùi, cam hành trình. Đó, form dáng xe rất là đẹp luôn. Với giá chỉ có 239 triệu thì cực kỳ là hợp lý quý vị nhá. Đó, xe này rất hợp, giá trị của xe cũng rất hợp với túi tiền của mọi nhà. Giá nó rất là trung bình. Đây, cạnh nó là một chiếc xe Toyota Vios số năm 2017 quý vị nhá. Chiếc xe này là tư nhân chính chủ sử dụng và em đã bán rồi. Đó, em đang chờ rút hồ sơ cho khách thôi. Đó, xe form dáng rất là đẹp luôn. Dòng Toyota Vios này thì đa phần nó rất là bền bỉ quý vị nhá. Giờ bên cạnh đó là một mẫu xe cũng là Toyota Vios số năm 2010 quý vị nhá. Em mang lớp sơn xi màu đen. Em mang biển số xe là 15A27769. Một mẫu xe Toyota Vios bản limo quý vị nhá. Bên em đang có giá là 215 triệu đồng. Đó, chiếc xe này bản limo lâng kịch rồi. Anh chị nhìn lâng kịch sàn luôn nha chị nhá. Xi nhan tích hợp trên gương, là răng đúc đầy đủ, phanh ABS đều có luôn. Đó, anh chị nhìn giải form dáng xe rất là đẹp luôn. Chiếc xe lại chủ xe độ lên màn hình rồi. Đó, cam lùi rồi. Đó, anh chị nhìn lộ thất xe cực kỳ đẹp anh chị nhá. Với mức giá là 215 triệu đồng thì chị đã sở hữu ngay mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2010 quý vị nhá. Đó, anh chị nhìn sơn xi rất là đẹp luôn. Dạ vâng, tiến về một chiếc xe mang biển số xe là 22A10462. Đó là một xe Toyota Vios sản xuất năm 2010, số sàn máy xăng.
Đó, chị nhìn này, form dáng cực kỳ đẹp luôn. Em mang biển số xe rất là đẹp nha chị nhá. Sơn si thì màu bạc cực kỳ là sáng bóng luôn. Với mức giá là 260 triệu đồng. Thì chị đã sở hữu ngày mẫu xe Toyota Vios xuất năm 2010 quý nhá, bản niên xị. Đó. Anh chị xem máy móc cực kỳ là đẹp luôn. Sơn si thì rất là sáng bóng. Cam kết cho chị là xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước quý vị nhá. Bên em có bảo hành phần máy móc động cơ cho chị từ 3 đến 6 tháng. Nên là chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng tất cả những mẫu xe mà siêu thị ô tô cũ Hưng Yên em được chào bán quý vị nhá. Anh chị là chủ xe ốp mạ chrome chân bóng đèn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một mẫu xe Toyota Vios xuất năm 2010 bản e xịn. Đó, rất nhiều tính năng an toàn như là phanh ABS này, túi khí an toàn, gương kính chỉ điện, gương cụ xòe, xi nhan tích hợp trên gương. Anh chị form dáng Vios bao giờ cũng rất là đẹp anh chị nhá, cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ luôn. Đó, anh chị nhìn sơn xị cũng rất là sáng bóng luôn. Dạ vâng, cạnh đó là một chiếc xe cũng mang thương hiệu Nhật Bản quý vị nhá. Đó là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2017 quý vị nhá, bản nè xịn. Bản nè xịn quý vị nhá. Đó, anh chị nhìn là chủ xe cũng được ôm mà chrome tay lắm mở cửa. Rất là đẹp luôn. Với mức giá bên em chào bán chiếc xe này là 395 triệu đồng. Anh chị nhìn là la răng lốp dép cũng cực kỳ là dày luôn. Đó, sơn xi thì zin đến 95% quý vị nhá. Anh chị nhìn nội thất này. Nội thất vô lăng ba chấu cực kỳ là chắc chắn luôn. Chiếc xe là chủ xe đổ lên màn hình cam lùi và cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất thì màu kem sữa cực kỳ là đẹp nhá chị nhá. Đó. Anh chị nhìn nội thất xe cực kỳ là đẹp luôn. Với mức giá là 395 triệu đồng thì em đã bao gồm phí rất là sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho anh chị các bạn. Anh chị làm ưng ý mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017 này thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922, hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em để lái thử và trải nghiệm những mẫu xe mà bên em được trả bán quý vị nhé. Sơn xì rất là sáng bóng luôn, hai cục đèn pha cũng rất là sáng này. Đó, anh chị nhìn xe cực kỳ là đẹp luôn chị nhé. Dạ vâng, cạnh đó là một mẫu xe cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn, đi cực kỳ là lướt. Đó là mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017 bản G xịn nha chị nhá. Một mẫu xe trang bị hộp số tự động. Anh chị nhìn form dáng rất là đẹp luôn. Em mang biển số xe là 15A36390. Em mang lớp sơn xì màu trắng cực kỳ đẹp nha chị nhá. Đó, anh chị nhìn là xe form dáng cực kỳ đẹp luôn. Với mức giá bên em chào bán chiếc xe này chỉ có 470 triệu đồng quý vị nhá. Với mức giá là 470 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe siêu lướt luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Một mẫu xe Vios xuất năm 2017 mà trang bị hộp số tự động, máy 1.5 thì cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ và đẹp luôn. Anh chị nhìn sơn xì cực kỳ đẹp với chị nhá. Đó, một mẫu xe Vios rất là đẹp luôn. Chiếc xe là bản G xịn cho nên là sẽ lên đầy đủ tính năng an toàn như là phanh ABS này, là giảm đúc đầy đủ luôn, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉ điện, gương cột xe. Đó, nhìn form dáng xe cực kỳ đẹp luôn. Dạ vâng, cạnh đó là một chiếc xe trang bị 7 chỗ ngồi. Đó là chiếc xe Innova bản G xịn, có lăng suất là 2008, động cơ là 2.0, số sàn máy xăng. Bên em đang có giá là 270 triệu đồng quý vị nhé. Với mức giá là 270 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Toyota Innova đăng ký là 7 chỗ ngồi, cực kỳ đẹp luôn. Em mang lốp sơn xi màu vàng cát, rất là đẹp quý vị nhé. Em mang biển số xe là 29A28515. Đó, form giá cực kỳ là đẹp luôn. Đó, anh chị làm một nghỉ mẫu xe 7 chỗ này thì alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Biển số xe là 88A20855. Đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2015 phiên bản tiêu chuẩn quý vị nhé. Bên em đang có giá là 198 triệu đồng. Với mức giá trên em bao gồm phí hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho các bạn. Một mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2015 đã trang bị đầy đủ tính năng an toàn như là phanh ABS. À, em xin lỗi ạ, la răng đúc này. Đó, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Với mức giá là 198 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, đi cực kỳ là đẹp và form dáng rất là nhỏ gọn và xinh nha anh chị nhá. Dạ vâng, cạnh đó là một chiếc xe mang biển số xe là 98A13546. Đó là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe này có lăng suất là 2017, mang khối động cơ là 1.25, số sàn máy xăng.
Bên em nó có giá là 238 triệu đồng quý vị nhá. Đó, chỉ làm quan tâm mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2017 này. Thì alo trực tiếp cho em Thảo nhá. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp luôn, form dáng rất là nhỏ gọn. Đó, form dáng rất là đẹp anh chị nhá. Giờ bên cạnh đó là một chiếc xe Win Navet. Chiếc xe này có năm xuất là 2009, bản đủ lên là lên. Xe rất là đẹp anh chị nhá. Em mang nước sơn si màu xanh ngọc, em mang biển số xe là 30A 34111. Bên em có giá là 158 triệu đồng quý vị nhá. Với mức giá là 158 triệu đồng thì anh chị đã sở hữu ngay một xe che nắng che mưa rất là an toàn luôn. Và có thể chở lên rất nhiều người. Anh chị nhìn là nội thất thì cực kỳ là tươi anh chị nhá. Nội thất rất là đẹp luôn. Nội thất cực kỳ là chắc chắn và đẹp. Anh chị làm quan tâm mẫu xe Winnigate số năm 2009 này thì alo trực tiếp cho em Thảo nhá. Sơn xì cực kỳ là sáng bóng luôn. Đã tiến về một chiếc xe cũng là dòng Kia Morning sản xuất năm 2015, bản SI. Em mang biển số xe Bắc Linh 99A 10774. Anh chị nhìn xong form giá xe rất là đẹp luôn nhá anh chị nhá. Chiếc xe này là bản đủ bản SI, sẽ lên là la răng đúc, gương kính chỉ đường, gương cụp xe, xi nhan tích hợp trên gương. Đó, xe rất là đẹp luôn. Bên em đang có giá là 258 triệu đồng quý vị nhá. Với mức giá là 258 triệu đồng chị đã sở hữu ngay mẫu xe Kia Morning này rồi. Bản đủ, bản SI này sẽ có trang bị đèn bi, đèn siêu sáng luôn anh chị nhá. Đó, chị nhìn là xe rất là đẹp luôn. Giờ bên cạnh đó là một chiếc xe Kia Morning. Em mang biển số xe 36A02175. Bên em đang có giá là 135 triệu đồng. Một mẫu xe che nắng che mưa rất là tốt anh chị nhá. Với mức giá là 135 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe che nắng che mưa này rồi. Rất là an toàn luôn. Giờ bên cạnh đó là một chiếc xe Daihatsu City. Chiếc xe này có năm xuất là 2011, phiên bản số sàn, máy xăng. Bên em đang có giá là 175 triệu đồng quý vị nhé. Với mức giá là 175 triệu đồng anh chị đã sở hữu ngay mẫu xe Daihatsu City. Cam kết cho chị xe không taxi, không dịch vụ ngày một ngày nào luôn, tư nhân chính chủ sử dụng. Đó, xe form dáng cực kỳ đẹp luôn. Xe là chủ xe đi rất là giữ gìn anh chị nhé. Động cơ là 1.6, đi cực kỳ là tiết kiệm luôn. Đó, chị nhìn này, form dáng xe còn rất là ok chị nhá. Dạ vâng, em Thảo siêu thị ô tô Cũ Nghiên xin được kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị và quý khách hàng. Chào mừng quý vị, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh bán ô tô cũ giá rẻ của em Thảo trong ngày hôm nay. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em xin đi báo giá chi tiết toàn bộ những mẫu xe đang chào bán tại siêu thị ô tô Cũ Nghiên. Anh chị ủng hộ cho mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963040922 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Anh chị làm mẫu nghĩ mẫu xe nào thì hãy kết nối số Zalo trên của em. Em sẽ gửi video hình ảnh chi tiết của chiếc xe đó cho anh chị cùng tham khảo quý chị nhé. Bên em thì chuyên bán những dòng xe từ 2 đến 8 chỗ ngồi và cũng có trợ trả góp từ 2013 trở về đây, lên đến 60-70% giá trị của xe. Và bên em có cam kết bảo hành là xe không đâm xô tai nạn, không ngập nước quý vị nhé. Nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng tất cả những mẫu xe mà siêu thị ô tô Cũ Nghiên em đang được chào bán ạ. Dạ vâng, sau đây em xin đi báo giá chi tiết toàn bộ những mẫu xe là trả bán tại siêu thị ô tô Cũ Nghiên. Dạ vâng, và vừa rồi em đi quay chi tiết toàn bộ những mẫu xe là trả bán tại siêu thị ô tô Cũ Nghiên. Anh chị là đúng chân mẫu xe nào thì em vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0963040922 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em nằm tại ngã tư phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Nghiên để lái thử và trải nghiệm tất cả những mẫu xe mà em đã trả bán quý vị nhé. Anh chị là mới xem video clip của em thì anh nhớ cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo để hệ thống YouTube có thể cập nhật video mới nhất mà em đăng tải hàng ngày quý vị nhé. Dạ vâng, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị, quý anh chị video tiếp theo ạ.